Tư Đằng, nữ chính cảnh điểm chỉ có 16 bộ sườn xám vì đạo diễn cắt hết chi phí, sự thật là gì? Dù ekip siêu nghèo và không hề được kỳ vọng nhưng Tư Đằng lại thành công, đây là lý do. Là một dự án không hề được trông đợi, lại nghèo sơ sắc, đoàn phim Tư Đằng đã cắt giảm mọi chi phí, còn bắt nhân viên sản xuất vào làm diễn viên quần chúng để tiết kiệm tiền. Nhưng Tư Đằng lại đạt được thành công hơn kỳ vọng, trở thành phim chiếu mạng ăn khách nhất thời gian gần đây. Trước khi phim lên sóng, chẳng mấy ai quan tâm đến Tư Đằng bởi bộ phim có một cốt truyện khá cũ, dàn diễn viên không mấy ấn tượng, đặc biệt nữ chính cảnh điểm còn dễ gây mất thiện cảm bởi danh xưng phòng vé thuốc độc và bình hoa di động, ý chỉ cô đẹp nhưng diễn đơ. Còn nam chính Trương Bần Bần từ sau Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên lại flop lên flop xuống, dù đã được Dương Mịch lăng xê nhiệt tình, Trương Bần Bần vẫn không khá lên được. Nhưng Tư Đằng cuối cùng đã trở thành một trong những phim chiếu mạng ăn khách nhất thời gian qua. Trong cảnh điểm sang chảnh là vậy, Trương Bần Bần trong phim chi tiền hào phóng là vậy, nhưng kỳ thực đoàn làm phim Tư Đằng nghèo chưa từng thấy, đến mức diễn viên quần chúng trong phim là tận dụng từ các thành viên trong đoàn, đến cả đạo diễn cũng đóng vai phụ, trợ lý của Trương Bần Bần phải đóng vai tài xế, vợ và con trai trợ lý giám đốc sản xuất cũng bất đắc dĩ vô phim cho đủ số, phóng viên đến đưa tin cũng được nhờ vào quay một vai nhỏ. Cảnh điểm từ lâu đã được ca ngợi là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp, thậm chí cô còn có biệt danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, nhưng một thời gian vắng bóng và một số dự án thất bại chẳng ai nhớ, người ta đã quên mất cảnh điểm đẹp như thế nào cho đến khi cô trở lại với Tư Đằng. Theo người chỉ đạo phục trang của bộ phim, ekip sản xuất Tư Đằng đã chuẩn bị 16 bộ sườn xám, thiết kế riêng theo số đo của cảnh điểm. Những bộ trang phục này được thêu tay với nhiều họa tiết hoa mỹ. Chính vì vậy, mỗi lần yêu nữ Tư Đằng xuất hiện trên màn ảnh, cô đều toát lên vẻ sang trọng, rực rỡ, quyến rũ, có nét ma mị đầy mê hoặc. Trang phục của cảnh điểm không đến từ các thương hiệu lớn mà chỉ được làm theo cách tiết kiệm chi phí nhất có thể. Trả lời phỏng vấn của truyền thông Hoa ngữ về vấn đề này, cảnh điểm chia sẻ rằng cô không bận tâm đến chuyện có mặc đồ đắt tiền hay không, miễn sao trang phục sườn xám trong phim phù hợp với nhân vật Tư Đằng là được. Nét đẹp cổ điển của cảnh điểm càng xuất sắc trong tạo hình của Tư Đằng, đặc biệt là với những bộ sườn xám tinh tế, trang nhã. Có thể nói, một trong những yếu tố hút khán giả nhất của Tư Đằng chính là cảnh điểm. Có người nói rằng chỉ cần xem cảnh điểm diện những trang phục mới thôi cũng đủ vui mắt rồi. Để tiết kiệm chi phí, tiền thuê bối cảnh cũng được đoàn phim nhiệt tình trả giá. Cơm tối của đoàn phim Tư Đằng chỉ có cơm trắng, cà chua và đậu xào. Đáng nói là thức ăn này đều được người trong đoàn nấu nướng ngay tại trường quay. Đạo diễn bộ phim còn cho biết, ở những cảnh mưa, thay vì dùng nước sạch, đoàn làm phim đã dùng nước nuôi cá để làm mưa nhân tạo. Đến nay, khi phim lên sóng và được đông đảo khán giả đón nhận, netizen mới thở phào bình luận rằng những sự hy sinh của ekip sản xuất Tư Đằng quả là chẳng bỏ công. Tiết kiệm là vậy nhưng đoàn phim Tư Đằng quyết không tiết kiệm những gì cần thiết. Ở đây chính là bối cảnh và kỹ xảo. Và kết quả là khán giả được chiêm ngưỡng những cảnh quay ngoại cảnh sống động, đẹp mê hồn. Kỹ xảo không thể xuất sắc như phim điện ảnh nhưng khá mượt mà, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Tư Đằng dựa trên tiểu thuyết cùng tên do Vĩ Ngư viết và các ngôi sao cảnh điểm và Trương Bần Bần đóng vai chính. Tư Đằng là nữ quỷ bị một nhóm đạo sĩ giết chết trong thời dân quốc. Cô ấy sống lại nhờ giọt máu của nam chính. Bộ phim được đánh giá cao về khâu hình ảnh. Phim có khung hình trau chuốt, tỉ mỉ, dễ dàng, đưa khán giả vào câu chuyện huyền ảo với cảnh sắc thiên nhiên lung linh của thành cổ Lệ Giang, Sangri và Vân Nam.